Vâng, xin chào anh em, chào mừng em đã quay trở lại với em Tùng Audio Hải Dương. Buổi chiều hôm nay lại tiếp tục lên đường trang thiết bị âm thanh cho anh em khách hàng. Các bác thấy bên nhà em vẫn đang rất là bận rộn đóng hàng phục vụ anh em khách với trang thiết bị âm thanh trong buổi chiều hôm nay lên đường phục vụ anh em nhé. Với những mẫu sản phẩm như là vang JBL S8 vẫn đang có hàng phục vụ liên tục anh em. Đấy, S8 Plus anh em đặt hàng rất là nhiều. Em cảm ơn anh em khách hàng nhé. Và đặc biệt là cái phiên bản E8000 Ultra em đã nhắc anh em rồi. Phiên bản vang cơ lê số thế hệ mới công nghệ bóng đèn đang có chương trình khuyến mại đặc biệt nhất ở thời điểm của cuối năm của anh em khách hàng. Nên là anh em nào đang có nhu cầu mua những cái dòng sản phẩm hàng hay vang chất lượng đến với cửa hàng em, còn vẫn tiếp tục lên đường số lượng cho anh em khách hàng thợ chúng ta mua thiết bị đây, ba quản lý nguồn cho anh em khách hàng miền Nam này, anh em thợ này. Đấy, và ngoài ra thì còn rất nhiều đơn hàng nữa, 6 hàng để phục anh em. TDC 1000 các cái số lượng lên đường này. Đấy, ngày nào cũng vậy các nhá, còn hơn chục con. Đấy, đồi 46 hơn chục con nữa này các bác, còn rất nhiều TD tiếp tục lên đường cho anh em. Đấy, và ngoài ra nữa thì bên em phải nhấn mạnh cho anh em lấy dòng MiX 2i3 Plus đã về thêm hàng rồi, và hôm nay các bác thấy đơn hàng xua này có rất là nhiều. Với những cái bộ combo sản phẩm thì bên em cũng sẽ gửi tận tay cho các anh em khách hàng nhận hàng kiểm tra thanh toán sau. Với cái dòng mic này thì bên em đang có cái giá tốt hơn so với mọi năm, để các anh em mua được giá tốt và mua được giá khuyến mại bên em Tùng thì các bác liên hệ trực tiếp theo số điện thoại bên dưới các nhá. Hàng khi mà bên em gửi đi chắc chắn là bên em sẽ test rất là cẩn thận, bắt lại các tính năng tần số tốt nhất cho anh em. Hàng nhận hàng chúng ta được phép kiểm tra lại một lần nữa trước khi thanh toán. Xua Plus là một trong những phiên bản mic không dây chuẩn gia đình, chơi tiếng âm thanh rất là chất lượng. Và những video tiếp theo thì em cũng sẽ làm video nữa để gửi đến anh em khách hàng test tiếng trợ âm thanh thực tế của lô hàng mới. Em về được số lượng tương đối ổn để phục vụ anh em, để tránh tình trạng như năm ngoái cái dòng mic này giá quá cao mà anh em đi mua ở ngoài. Khi mua bên em Tùng mà hết hàng thì chắc chắn rồi, các bác đi ra ngoài mua thì giá rất là cao, đúng không ạ? Bác mua bên em Tùng thì biết giá bên em bán nó rẻ như thế nào. Giá mua lẻ các bác mua bằng giá buôn ở ngoài kia rồi. Hiện tại thì em này cũng năm nay thì em thấy là giá tốt hơn so với mọi năm rất là nhiều, đặc biệt là đến với cả anh em. Xua Bắp Plus phiên bản vỉ tím 4 hộp sóng lớn, hai tay mic đây quanh nhá. Phiên bản màu xanh dương xanh đậm cho anh em. Bắt sóng con này cực kỳ xa luôn. Với 4 dâu băng ten. Đấy, tay mic cầm thôi đã sướng lắm rồi các bạn. Cái mic rất là to, độ lặng ổn định. Đấy. Và anh em nào có nhu cầu với dòng MiX 2i3 này, các bác cứ liên hệ trực tiếp với em Tùng để có giá tốt nhất nhé. Đấy, anh em thấy khách hàng hôm nay đặt rất là nhiều đơn xua để lên đường anh em đây. Đấy, còn rất nhiều đơn vẫn chưa kịp đóng của em khách hàng ở những phiên live bên em lên giới thiệu sản phẩm cho anh em đấy. Các bác thấy đơn hàng còn rất là nhiều này. Ok, và nếu như các anh em đang cần mua thiết bị âm thanh đồ điện tử tốt nhất và chất lượng nhất mà giá thành lại hấp dẫn cho anh em khách hàng, bác cứ đến với em Tùng Audio Hải Dương theo số điện thoại bên dưới màn hình nhá. 0979629336 để có ngay cho mình những giá hấp dẫn nhất để cả anh em với chương trình khuyến mại đặc biệt ở đầu xuân năm mới cũng như là cuối năm của em khách hàng có giá tốt nhất nhá. Video của em xin dừng lại tại đây, là tất cả anh em ở những video tiếp theo của Tùng Audio. Xin chào các bác.